Tại đang dưới quê chưa quyết được. Tại đang dưới quê chưa quyết được. Dạ. Ừ. Bây giờ ví dụ nếu mà là vã quá rồi thì sao? Thì cũng phải leo leo thôi. Vã mà cũng phải leo leo thôi. Nhưng mà là vợ mình đang ở dưới quê không có ở đây thì không lẽ gì mình leo 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 bảy ngoài không được. Bảy tào lao khi đã nói khi nào dễ lên mới leo leo chứ không có làm sao vã được. Vã cũng chịu chứ sao giờ. Ờ. Đừng có đi leo leo bảy ông bà không. À, không. Bảy bà chết luôn. Bảy bà chết luôn. À, bây giờ là mình tới một cái phần này vợ tôi vô số tội. Nói về tính xấu của vợ anh thì vài cái đấy, vài cái mà để cần phải thay đổi. Ngủ xong rồi hay gác cả lên đầu lên cổ mình. Khó thở thế bà luôn. Nhưng mà cuối cùng là vì sau mình cũng thành quen. Thì không thấy gác vậy thì thiếu. Nhưng cái này không cần thay đổi. Nhưng mà có cái này là cần thay đổi này. Bảo thủ, cố chấp, tức là bảo vệ quan điểm của mình một cách là sai cũng nhất quyết là phải bảo vệ quan điểm. Đấy, đâm ra là lắm lúc tôi cũng thành quen rồi, tôi bảo có bà về nhất. Anh nghỉ rồi, nhìn anh nghỉ rồi. Thôi, rồi một cái nữa là cũng hay nói nhiều, nói đi nói lại vấn đề nhiều. Nói nãy giờ chúng nghe đấy rồi, bây giờ lại nói lại. Chắc sợ chưa nghe hả? Anh thấy lý do tại sao khi mà anh nói tới cái vấn đề nói nhiều hai anh em bình tĩnh gì không? Tại vì Trang. Rồi. Chưa kể còn một cái này mà bảo bao nhiêu lần mà chưa thay đổi được này. Vợ chồng người ta lấy nhau thì phải hiểu nhau đúng không? Cái chuyện mà giặt quần áo chẳng hạn cũng phải biết là quần áo của chồng mình thì mình giặt như thế nào. Cái nào cho vào máy, cái nào không. Cái nào giặt tay. Đồ diễn giặt sao đồ diễn anh giặt như thế nào nữa vậy? Đây áo trắng của tôi cho vào hết rồi. Cứ cho vào máy giặt hết luôn. Mà có những hôm nhá, mình đã quần áo trắng của mình để gần nó thì mình cũng để riêng ra rồi, tức là để hai bên có hỏi là chồng ơi quần áo trắng này chồng giặt tay giặt máy đấy, mình bảo mình giặt tay và thôi vợ giặt cứ giặt của vợ đi để cái đấy cho chồng, xong rồi chồng tự giặt. Thế mà hôm sau mở máy giặt đã thấy nằm trong máy giặt rồi, nó ngả sang cái màu cháo lòng không tông bộ đồ trắng luôn. Mà mấy lần như thế rồi muốn đổi xì tai á, không cắt mà đổi máu. Nhưng thực ra thì sau này mình cũng biết là bà hay quên. Đầu óc bà ấy sinh xong là bà ấy hay quên lắm. Mà anh nghĩ là phần lớn phụ nữ. Chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cao Bốn Nói Gì. Đầu tiên nha, mình sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Khi mà biết tin vợ mình có bầu, cảm xúc của Trường như thế nào? Đương nhiên là rất là vui rồi. Thực ra là cái lần đầu tiên là có bầu tự nhiên. Mà trước khi có bầu tự nhiên đó là một thời gian là đã rất là dài rồi. Phải gần 2 năm là lấy nhau, cưới nhau về xong là không sinh được con. Thì cả hai cứ nghĩ rằng là có vấn đề gì kiểu có tí nghi ngờ nhau. Xong rồi nó bị stress, nó bị dồn nén lại trong lòng ấy. Đâm ra là hay cãi nhau, cái khoảng thời gian mà nó tồi tệ kinh khủng. Xong về sau là mình quyết định là thôi đi khám thử xem là có vấn đề gì không. Mà thực ra là lúc đi khám thì bác sĩ bảo không, hoàn toàn không vấn đề gì cả. Chắc là do tâm lý thôi. Mình cũng bảo chắc cũng do tâm lý, kiểu mong con quá ấy, bị stress nữa. Khi mà hai vợ chồng càng ngày nó càng căng thẳng với nhau thì đâm ra là không thể nào mà hòa hợp được. Thì đương nhiên là có vấn đề, có thể là chưa thể có con được. Đúng một cái thì vợ báo là có bầu thì lúc đấy anh vui lắm, vui đến tháng thứ hai hơn được 2 tháng đi khám thì bác sĩ bảo có tim thai rồi, rất vui, có tim thai thì yên tâm quá rồi đúng không. Thế mà chỉ 2 tuần sau thôi đi tái khám lại, bác sĩ bảo là tim thai không đập nữa. Tức là cái thai bị chết lưu rồi. Lúc ấy thì cũng hơi sốc, cả hai vợ chồng sốc, buồn. Mình bảo mãi mới có được con, bây giờ lại mất con, buồn lắm. Tiếp tục là 2 năm sau nữa, mới may mắn có bầu. Trong cái quá trình 2 năm đấy thì cũng cố gắng để tự nhiên ấy. Nhưng mà cũng vẫn không, chưa có. Thì biết là, tự mình biết là mình hai vợ chồng là khó khăn trong cái đường con cái rồi. Thế nên là bây giờ là phải tìm mọi cách để cải thiện. Nào là đông y, tây y, lễ bái. Ở đâu mách là thầy lễ cho sinh con hay lắm. Hay là có ngôi chùa này cũng là ngôi chùa mọi người để hay đến để cầu xin con cái. Thì đều đi hết và đều nói chung là làm hết. Nói chung làm hết mọi cách. Đấy.
lúc ấy có niềm tin lắm. Rồi kết hợp cả đi xem bói nữa. Thầy đều bảo là bọn con yên tâm, kiểu gì cũng có, mà chắc là sắp có rồi đấy. Nên nói thế thì yên tâm quá rồi. Cũng hơi sốt ruột. Thôi thì bây giờ thử thụ tinh nhân tạo. Cái phương pháp thụ tinh nhân tạo thì làm mấy lần không được, chuyển sang cái phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Thụ tinh ống nghiệm thì làm lần đầu tiên cái được luôn. Cái lần mà làm thụ tinh ống nghiệm đó là cái ngày hôm đó là có khoảng mười mấy ca, là chỉ có 2 ca đậu thôi. Thì mình tự cảm thấy là thế là may mắn này. Xong rồi sau đó thì anh bảo vợ anh nghỉ làm luôn, để tránh cái trường hợp chả may nó bị làm sao nữa thì rất là buồn. Cũng có nhiều trường hợp mà đưa cô hai vạch ra mặt tái xanh đó đó. Sợ lo chết tôi rồi, chết tôi rồi. Những cái trường hợp đấy là những trường hợp mà chưa về sống với nhau, đúng không? Hôm nay mình là vợ là chồng rồi, đúng không? Nhưng mà nói gì nói nha, bản thân những người đàn ông, những người bố như chúng ta, mình sung sướng, mình vui vẻ là một cái chuyện rồi, nhưng mà đi kèm với đó là một cái cảm giác trách nhiệm. Trong cái quá trình mà là chị vợ mang thai á, chị có hay ốm nghén hay gì không anh? Không ốm nghén nhưng mà hay cáu bình, cáu vô cớ không lý do ấy. Lúc đấy là anh cũng hiểu, kệ đi. Chị nhà sanh thuận bườm xuôi gió không? Vợ anh muốn sanh thường, cùng là chưa đến ngày sanh, hôm đó đau bụng, đi vô viện thì bác sĩ bảo là bây giờ nước ối cạn này, bắt buộc phải mổ. Bà còn ngoan cố và không mổ vẫn còn đòi sinh thinh thường. Thì lúc đó thì bác sĩ mới nói chuyện với cả gia đình thì bảo thì chắc chắn là phải mổ rồi, không thể nào mà sinh thường được nữa đâu. Cái cảm giác của anh khi mà sau bao nhiêu khó khăn bây giờ là được bế với gọi là thiên thần của mình trên tay, sao anh? Buổi tối là lúc đó là 7 giờ là bắt đầu chuẩn bị lên bàn mổ, hồi hộp lắm. Nó ngồi trong viện thì cảm giác nó sung sướng đó. sắp được gặp con này cứ buồn chồn đấy. 7:30 thì bác sĩ mổ xong thì đưa vợ anh ra khỏi phòng mổ. Đầu tiên là trao con thì là trao tay cho ông nội trước, tại vì ông bà nội cũng mong ngóng, ông bà nội cũng ở đấy chờ cùng. Ông nội bế xong thì bắt đầu thì trao tay qua cho anh. Đó, cái cảm giác của anh hạnh phúc lắm, sướng lắm, của anh kiểu ôm. Áo luôn hả? Dám bế luôn hả? Không, thì mình đỡ thôi. Đỡ thôi. Ngay sau đó là anh hỏi han, anh quan tâm vợ ngay. Và cái điều đầu tiên là anh làm là anh chạy về nhà lấy hết quần áo mang vào viện, tại vợ anh sinh mổ phải ở trong viện 5 ngày mà. Hai vợ chồng ở trong viện và chỉ có một mình anh chăm vợ anh thôi, bởi vì là bệnh viện thì cho một người nhà ở lại thôi. Đúng rồi. Ở trong viện 5 ngày đó, 5 ngày anh chăm sóc cho vợ và chăm sóc cho con. Wow. Và 5 ngày đó 5 ngày đáng nhớ và hạnh phúc vô cùng luôn. Ồ, vậy là sau 5 ngày đó chắc bây giờ là một tay thai tả chuyên nghiệp. Chính xác luôn. Tắm con ai tắm? Tắm con thì lúc đầu, thời gian đầu tiên thì là bác sĩ tắm và y tá tắm cho này. 2 tháng đầu. Đó, thì xong sau đó thì là vợ anh tự tắm cho con. Anh cũng đã từng tắm cho con một lần, nhưng mà cũng không phải tắm cho con nhiều. Bây giờ anh tự tin rằng là nếu mà bây giờ vợ anh có đi vắng, đi làm hoặc là bận công việc thì anh có thể là chăm sóc con cả ngày được. Chấp hết luôn hả? Một mình chấp hết luôn. Bây giờ không phải là ông bố trẻ nữa mà là bố bỉm. Và công việc từ lúc con sinh đến giờ là công việc mà thay bỉm cho con, thay tã cho con là công việc chính của anh luôn. Thì mình không thể nào mình hiểu được ngôn ngữ của trẻ con nên ra là... Cái lúc mà tụi nhỏ nó có vấn đề gì là mình chưa kịp đoán đâu. Đúng rồi. Biết ai nói không? Vợ nó khóc kìa, cho nó ăn đi, cho nó bú đi kìa, thay tả cho nó đi kìa. Trời ơi, em bị hoài anh, kiểu như là mình cứ ủa bây giờ nó làm sao ta. Anh là bị những trường hợp như này cơ, buổi đêm đang ngủ bị bà đá này, dậy thay tả cho con, pha sữa cho con, mà toàn đạp thôi. Tưởng nha, ê dậy làm cái mẫu xong thì chắc chắn là phải dưỡng rồi đúng không? Khi nào là bắt đầu lại? Hơn một năm sau thì wow, kiêng mất hơn một năm. Cũng mình cũng lo lắng mà vợ anh cũng lo lắng để cho nó yên tâm. Nè, thấy người ta kiêng tới một năm chưa? Giờ cũng được tháng mấy, gần 2 tháng rồi đó. Sao? Tại đang dưới quê chưa quyết được. Vậy hả? Bây giờ ví dụ nếu mà là vả quá rồi thì sao? Thì cũng phải liêu thôi. Vả mà cũng phải liêu thôi. Nhưng mà là vợ mình đang ở dưới quê không có ở đây thì không lẽ gì mình liêu bảy ngoài không được. Tào lao khi đã nói khi nào vợ lên mới liêu chứ không có sao vả nữa. Vả chẳng chịu chứ sao giờ. Đừng có đi liêu bảy ông bà không. Không, bảy bà chết luôn.
Ở bây giờ là mình tới một cái phần này, vợ tôi vô số tội. Nói về tính xấu của vợ anh thì vài cái đấy, vài cái mà cần phải thay đổi. Ngủ xong rồi hay gác cả lên đầu lên cổ mình, khó thở thế bà luôn. Nhưng mà cuối cùng là mình vì sao mình cũng thành quen thì không thấy gác vậy thì thiếu. Nhưng mà cái này không cần thay đổi, nhưng mà có cái này là cần thay đổi này. Bảo thủ, cố chấp, tức là bảo vệ quan điểm của mình một cách là sai cũng nhất quyết là phải bảo vệ quan điểm. Đấy, đâm ra là lắm lúc tôi cũng thành quen này, tôi bảo thôi bà phải nhất. Anh nghĩ à, nhìn anh nghĩ. Rồi một cái nữa là không hay nói nhiều, nói đi nói lại vấn đề nhiều. Nói nãy giờ chúng nghe đấy rồi, bây giờ lại nói lại. Chắc sợ chưa nghe hả? Anh thấy lý do tại sao khi mà anh nói tới cái vấn đề nói nhiều hai anh em bình tĩnh gì không? Tại vì Trang. Rồi. Chưa kể còn một cái này, mà bảo bao nhiêu lần mà chưa thay đổi được này. Vợ chồng người ta lấy nhau thì phải hiểu nhau đúng không? Cái chuyện mà giặt quần áo chẳng hạn, cũng phải biết là quần áo của chồng mình thì mình giặt như thế nào. Cái nào cho vào máy, cái nào không, cái nào giặt tay. Đồ diễn giặt như sao, đồ diễn là giặt như thế nào nữa vậy? Đây, áo trắng của tôi cho vào hết rồi. Cứ cho vào máy giặt hết luôn mà có những hôm nhá, mình đã thấy quần áo trắng của mình để gần nó thì mình cũng để riêng ra rồi, tức là để hai bên có hỏi là chồng ơi, quần áo trắng này chồng giặt tay giặt máy đấy, mình bảo mình giặt tay và thôi vợ giặt, cứ giặt của vợ đi để cái đấy cho chồng, xong rồi chồng tự giặt. Thế mà hôm sau mở máy giặt đã thấy nằm trong máy giặt rồi, nó ngả sang cái màu cháo lòng không lòng tông bộ đồ trắng luôn. Mà mấy lần như thế rồi, muốn đổi xì tai á, không cắt mà đổ máu. Nhưng thực ra thì sau này mình cũng biết là bà hay quên. Đầu óc bà ấy sinh xong là bà ấy hay quên lắm. Mà anh nghĩ là phần lớn phụ nữ sau sinh là họ như thế. Hên ha, hên là chỉ có những cái đó thôi nha. Chứ còn nhiều trường hợp là vợ sẽ đòi hỏi cái này, đòi hỏi cái kia rồi. Giống như cái trường hợp mà chúng ta đã từng gặp phải nó nhiều lắm á, là mua hàng online đồ anh à. Là mua rất nhiều đấy, vợ anh y chang luôn. Ôi tự nhiên tôi khui gì vậy ta, có những cái váy mua về cả triệu rồi không mặc vừa, xong bỏ. Thế cái váy này vợ giải quyết như nào, vợ chưa mặc vừa, vợ không mặc vừa rồi là vợ bảo cái bây giờ mua về là xấu quá thì vợ bỏ, thì vợ phải làm nào thì cứ để đấy, khi nào vợ sửa biết khi nào, toàn nói ấy. Khi nào đồ của bà ấy là bây giờ là chất đống, có những đồ mà chưa mặc bao giờ luôn. Đó là lý do tại sao đó nha các anh, các chú, các bác à, phụ nữ luôn luôn có nhiều đồ, đàn ông là vậy đó. Nhưng mà khổ một cái là cứ mỗi lần ra đường là thấy ủa tại sao cứ bộ này mặc hoài mà trong khi đó là ở nhà rất là nhiều đồ. Tại mua về thấy không thích. Mỗi lần đi tiền là mỗi lần sắm đồ. Đó. Nó sao đồ của nhà con sao không chịu mặc, không phải sao mặc đồ mới mà mua về là không mặc. Khổ vậy đó. Thôi thì thôi mình tặc lưỡi thôi. Đúng rồi, làm đầu đúng không? Bây giờ là mình tặc thêm cái nữa nè. Giờ mình khai đi, mình có cái tật xấu gì mình cần thay đổi không nè? Nhiều tật xấu, có quá thời gian đậu rất là nhiều thì bây giờ cũng thay đổi rồi. Giảm anh bị xoang mấy chục năm nay rồi, ta sống chung với nó. Nên ra là bình thường ngủ thì rất hay ngáy. Đấy thì nếu mà không bia rượu thì nó cũng ngáy vừa thôi. Nhưng mà hôm nào mà nhậu về thì thôi. Tôi phải lon vô. Không ở nhà là không ai ngủ luôn. Mình hôm nào đi nhậu về là mình cũng biết ý. Thôi không dám ngủ cạnh vợ. Tự trải nghiệm ra nằm dưới đất nằm ngủ. Đó. Bởi vì rất nhiều lần rồi ngủ cạnh vợ toàn bị đạp. Đạp kiểu muốn đạp lăn xuống giường luôn ấy. Đó. Lúc ấy đang ngủ say thì bị đạp, cảm giác nó bực mình, nó khó chịu. Cọc lắm á. Thì cọc tính luôn á. Nha thôi, rút kinh nghiệm là mỗi lần mà biết ý đi nhậu rồi là mình xuống đất mình nằm ngủ cho vợ ngủ trên giường. Em cũng gặp cái trường hợp đó mà. Người ta em hỏi trên mạng á là bây giờ làm sao để mà là... Mà anh chữa nhiều rồi. Giải quyết được cái vấn đề ngay đi. Nằm nghiêng bên trái đi. Cũng có thay đổi chút, đúng rồi. Ok, đúng. Nằm nghiêng bên trái, nằm được chút lắc hồi. Mình ngủ mình đâu có biết đâu, mình lại lật ngửa ra lại. Đúng rồi. Bắt đầu ngáy tiếp. Là cứ mỗi lần ngáy là bị ăn cái tát. Vậy ngáy con ngủ không được. Đúng rồi, đúng rồi. Y chang luôn. Bị hoài luôn á. Vậy còn gì nữa không nè, ngoài ngáy đây nè. Nhiều quá, đang lọc không? Không nhiều lắm. Anh đang nhớ ra xem có cái gì mà mình sai sai với vợ, mình không phải với vợ không. Cũng mắng vợ. Cũng nóng tính. Có những lần mà xưng cô tôi là bị vợ chỉnh đốn ngay. Chúng vừa xưng cô tôi vợ đã. Đối với vợ anh cái cô tôi nó nặng nề lắm. Xung đột đến mức đỉnh điểm rồi. Kiểu không còn tôn trọng nhau nữa nên mình xưng cô với tôi. Còn nếu không giận nhau nhá thì cũng cùng lắm chị anh em. Lúc nào mà anh thấy tự nhiên là anh cáu vợ bồ cờ gái là anh cũng biết ý anh sửa ngay. Nhưng mà
Thường thì anh không xin lỗi. Mình thấy mình sai chỗ nào gái là mình hành động. Anh em đây cũng biết nếu mà mình có lỗi gì sai là bắt đầu mình lại ngọt ngào vợ hơn, hoặc là hôm nay vợ thèm ăn gì không, tối nay thì vợ đi ăn đấy, kiểu như thế, mua cho vợ món đồ gì đó. Tôi với bạn nhà đổi cách xưng hô với vợ không? Chứ còn bé ít chứ lại ô ít á, hút đi lộn bé ít kỳ quá, ô ít kỳ quá, mà nhiều ngày lòng đỉnh điểm của nào nhưng mà vẫn vui nha. Cái hỏi bé là gì, không phải ốc xào bắp xào rồi đó. Trời, ê cái đó lúc đúng nghĩa luôn là hai người cãi lộn mà là ba bốn người vui á. Các bạn nào mà là hay bị bất đồng quan điểm với nhau á, giữa hai vợ chồng á, thì nên áp dụng cách của Tân. Thật. Cô dùng một con cọc có quạo cái nào cũng thấy mắc cười, suy nghĩ lại cũng thấy mắc cười. Bây giờ là một món quà mà chương trình dành tặng cho anh Phi Trường. Kiện nhi ốc xưa của dược phẩm OVC, ăn ngon ngủ khỏe, bé rẻ thông minh. Anh Phi thực ra thì có rất là nhiều tật xấu. Nhưng mà có một cái mà khi mà có em bé xong á, mỗi lần mà đưa em bé đi chơi hay là ở nhà chăm em bé, cho em bé uống sữa ti bình á, thì anh Trường anh ấy hay để cho mình chụp ảnh và quay lại những cái hình ảnh đó và anh post lên trên mạng. Cứ mỗi lần như vậy thì có rất nhiều lượt comment là ô, ông bố của Năm đây. Rất là buồn cười bởi vì là mọi người không biết là những cái đó chỉ là những cái hình ảnh ảo thôi. Chứ còn là ví dụ như là ăn sữa thì hầu như là mẹ hay cho ăn. Rồi là đi chơi thì anh chỉ bế một tí thôi là anh giả mẹ, hoặc là ở nhà có chơi với em một lúc thì lại bảo là con quậy quá, rồi mẹ chơi với con đi, hay là mẹ bế với con đi giả mẹ này đấy, như thế chẳng hạn. Còn tật nữa là anh ấy rất ham vui bạn bè, và cái đấy thì từ xưa đến giờ là mình không thích, bởi vì là ở trong một cái ngôi nhà mà có mỗi hai vợ chồng với nhau đấy, không ở cùng bố mẹ mà buổi ngày thì mỗi người một việc rồi, cho đến khi mà tối về đến nhà thì cũng chỉ có một mình. Còn anh thì anh ấy hết đi công việc này, rồi là anh ấy đi bạn bè, cứ mỗi lần như thế thì anh ấy thường là hay về muộn á. Thì mình thì từ xưa đến giờ mình không quen là ngủ trước khi anh về, thì thường là mình đợi có khi đến tận sáng anh ấy cũng chưa về thì mình vẫn đợi đến sáng đó. Thì có một thời gian nó khủng hoảng thì tưởng chừng như là hai vợ chồng không còn có thể tiếp tục được với nhau nữa đó. Thì cái đợt đấy mình cũng có nói chuyện với anh ấy, mình cũng bảo là mình không thể chịu được cái kiểu mà hai vợ chồng cứ sao nhở, như kiểu mặt trăng với mặt trời á, về nhà chỉ chung có chung một cái phòng thôi, còn lại là không có giao tiếp có gì hết cả, bởi vì về chỉ có ngủ, mệt rồi ngủ thì có ai biết là hôm nay là có việc gì, vợ có làm sao hay là vợ làm việc như thế nào đó. Thì mình cũng nói chuyện với anh ấy nhiều, cũng tâm sự rồi cãi nhau, anh ấy không bao giờ nhận, không bao giờ nhận sai. Thì anh ấy bảo là anh ấy luôn yêu thương vợ đấy, luôn nghĩ cho vợ, chứ anh không phải là người mà coi trọng bạn bè hơn. Cách đây 10 năm là em qua Trung Quốc biểu diễn, hoặc trên đường về là bị xảy ra tai nạn, thì xe của em có 4 người thì chỉ có hai người sống thôi, còn mỗi em là bình thường thôi. Nhưng mà em thì gọi là bình thường, tức là từ cổ trở lên thôi, còn đâu từ vai trở xuống thì là rất nhiều thương tích. Em thì em cũng một thời gian là em bị khủng hoảng, thật đối với em là tương lai bị sụp đổ. Về sau mình sẽ không đi lại được bình thường nữa. Rồi là nói chung là mình bị bi quan và luôn luôn nghĩ đến những cái
cái việc không hay. Đó là lúc nào em cũng khóc, không ngày nào em không khóc. Mà em có nói chuyện với anh Trường, em bảo là có lẽ em nên trả tự do cho anh, bởi vì là em bây giờ không phải là người bình thường nữa rồi. Anh có nói với em là cho dù em có đi xe lăn cả đời, em có không đi lại được, anh cũng vẫn lấy em làm vợ và anh cũng vẫn chăm sóc em cả đời. Em thì em cũng không biết phải nói như thế nào với anh. Em thì em luôn ở bên chồng em rồi. Có dù cho chồng em có sai cái gì hay là có làm điều gì em buồn đi chăng nữa thì em cũng bỏ qua hết. Chỉ cần chồng em luôn mạnh khỏe, lạc quan, nghĩ là mọi chuyện rồi sẽ đi tới hướng tốt đẹp nhất. Mẹ và Nguyên luôn ở bên ba. Mẹ yêu ba. Trời ơi, tan chảy. Thì cái chứ cái điều mà là em thích nhất khi mà là em làm MC của cái chương trình này á. Có clip hả? Có clip là một cái vấn đề rồi, nhưng mà là thông qua đó là chúng ta hiểu được thêm rất là nhiều về khách mời. Chỉ một câu nói của chị thôi mà là em thấy rõ được anh sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ bởi vì vợ và vì con, bởi vì anh ở bên cạnh chị. Và khi chị muốn buông bỏ tất cả, anh cũng ráng nắm tay chị mà kéo chị lên. Giờ em có đi xe lăn cả đời đi chăng nữa đi, anh vẫn muốn lấy em làm vợ chị. Cho dù em có đi xe lăn cả đời, em có không đi lại được, anh cũng vẫn lấy em làm vợ và anh cũng vẫn chăm sóc em cả đời. Chỉ một câu nói đó thôi mà em xin lỗi chứ bao nhiêu mỹ từ khác ở trên cuộc đời này nó không bằng một cái câu nói đó. Giờ có muốn gửi lời gì cho vợ của mình không? Cái câu cuối mà vợ anh nói làm anh xúc động nhất. Mọi chuyện rồi sẽ đi tới hướng tốt đẹp nhất. Mẹ và Nguyên luôn ở bên ba. Mẹ yêu ba. Thì thông qua chương trình thì Trường cũng muốn gửi đến vợ của mình, bà xã của mình. Chồng cũng rất là yêu vợ. Chồng yêu hai mẹ con. Chồng sẽ luôn luôn cố gắng để là một người chồng, một người cha tốt, che chở, chăm sóc cho hai mẹ con thật tốt. Và sắp tới chúng mong rằng là chúng ta sẽ đón lên thành viên mới nữa để gia đình chúng ta đông vui hơn, hạnh phúc hơn. Chúng yêu vợ. Trời ơi, bắn tim liền. Ngon tình chưa? Ngào dưới trời. Ngon tình chưa? Cảm ơn em. Dạ. Em học sai rất nhiều luôn.